Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết vừa có quyết định về việc cấp bằng công nhận trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trong thời hạn 5 năm. Công trình trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm được trùng tu xây dựng mới trên nền kiến trúc cũ theo tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia, tổng kinh phí xây dựng hơn 106 tỷ đồng với quy mô 1.600 học sinh. Nhiều năm liền, trường có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 99%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đậu đại học và chất lượng các phong trào mũi nhọn ngày càng cao. Theo thông tư quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 5 tiêu chuẩn để đánh giá trường trung học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 gồm tổ chức và quản lý nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội và hoạt động giáo dục, kết quả giáo dục.